Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trịnh Văn Quyết đã bán đứt 49% cổ phần của Bamboo Airways giúp cho Trung Cộng khống chế toàn bộ bầu trời của Việt Nam. Trái ngược với những tuyên bố long trời lở đất khi đại gia Trịnh Văn Quyết khi thành lập hãng hàng không Bamboo Airways đẳng cấp 5 sao bậc nhất Việt Nam, ít ai biết rằng hãng bay có vị đại gia này đã sớm sang tay cho nhà đầu tư nước ngoài đến 49% vốn chỉ chưa đầy một năm sau khi cất cánh. Và với mối quan hệ thân thiết giữa Trịnh Văn Quyết và Trung Cộng thì liệu chủ sở hữu của hãng bay này là ai? Phải chăng mục đích của Quyết khi lập hãng bay mới chính là giúp cho Trung Nam Hải khống chế vùng bầu trời của Việt Nam? Ngay từ khi mới thành lập, ông chủ của FLC, tập đoàn mẹ của Bamboo Airways, đã chơi ngông khi chi gần 9 tỷ đô la mua một loạt 20 chiếc máy bay Boeing với giá trị hợp đồng lên đến 9 tỷ đô la, gấp 300 lần so với vốn điều lệ 700 triệu đồng. Và trong bối cảnh FLC nợ nần chồng chất từ Bắc vào Nam, đến tiền thành lập hãng bay mới cũng nhiều lần thất nộp. Thương vụ này từng gây chấn động giới kinh doanh hàng không Mỹ và thế giới, thậm chí được lên hẳn Washington Post với nhận định FLC mua 20 chiếc Boeing 787 cho thấy mức độ tự tin, thậm chí là kiêu ngạo của một động thái rất táo bạo, rất mạo hiểm. Còn Henry Huswell, một chuyên gia phân tích hàng đầu của Armored Hair Research, cho rằng việc FLC mua 20 Boeing 787 cho thấy mức độ tự tin, thậm chí là kiêu ngạo và nguồn tài chính rất dồi dào. Vì đâu một đại gia nợ nhà thầu như chú trộm lại chơi ngông như vậy? Ông Trịnh Văn Quyết có số tiền lớn từ trên trời rơi xuống hay đằng sau là một thế lực cực mạnh chống lưng rót vốn? Nói thẳng ra, FLC được ông chủ Trung Quốc đứng sau chống lưng và cung cấp kinh phí để lớn mạnh và thâu tóm ngành hàng không Việt Nam cũng như khống chế vùng trời Việt Nam. Nghi ngờ này rất có thể là có cơ sở. Nói về mối quan hệ thân thiết phục tùng đại hán của Trịnh Văn Quyết, có lẽ phải kể đến việc máy bay của Bamboo Airways luôn luôn ngoan ngoãn tuyên truyền chủ quyền Biển Đông cho Trung Cộng. Điển hình là trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội tối ngày 16 tháng 1 năm 2019 của hãng hàng không Bamboo Airways, một hành khách đã chụp lại hình ảnh màn hình hiển thị lộ trình bay của hãng thể hiện vùng Biển Đông của Việt Nam nhưng lại bị ghi chú là South China Sea. Và đó không phải là sự cố đơn lẻ mà là một sự cố sai phạm có hệ thống. Rất nhiều người dân đi trên chuyến bay khác của hãng này cũng bất bình lên tiếng khi bắt gặp hình ảnh phản cảm tương tự. Tập đoàn FLC không biết hay cố tình không biết cái tên South China Sea, có nghĩa là Biển Đông của Trung Quốc. Một sự kiện khác cũng từng gây chấn động không chỉ trong nước mà còn khiến cho thế giới mắt tròn dẹt khi Bamboo Airways của Trịnh Văn Quyết đòi rước về chiếc Boeing 787-9 Dreamliner sớm nhất Việt Nam khi thế giới chỉ có vài ba chiếc hồi tháng 12 năm 2019. Đến cả hãng hàng không quốc gia cũng phải đói khát từng chiếc mà một hãng mới thành lập hỉ mũi chưa sạch như Bamboo Airways lại rầm rộ ăn mừng chiếc máy bay siêu sang đầu tiên của Việt Nam. Điều tra mới biết chiếc B787-9 đầu tiên của Bamboo Airways nhận vài ngày trước đó có mã số nhà sản xuất xuất MSN62736 nằm trong danh sách đơn đặt hàng 30 chiếc Dreamliner của Hainan Airlines đặt mua từ năm 2015. Hainan Airlines là Tây nó gọi, còn phiên âm ra tiếng Việt là hãng hàng không Hải Nam của đồng chí Tung Cầu. Trước đó Bamboo Airways của đã thuê hai chiếc Boeing 787-9 mang số hiệu 62725 và 62739 đã được khai thác bởi Hải Nam Airlines
Và từ cuối năm 2018, máy bay siêu lớn mà anh Quyết vừa hồ hởi khoe lại là trước đấy Trung Quốc đứng ra đặt mua. Có thể thấy sự phát triển của Bamboo Airways dường như là gắn chặt với sự giúp đỡ nhiệt tình của phía Trung Cộng. Theo văn bản của Bộ Tài chính, Bamboo Airways vận hành từ tháng 1 năm 2019, nhưng đến tháng 4, tức sau 3 tháng, hãng đã lỗ 329 tỷ. Một hãng hàng không mới hoạt động phải bù lỗ thời gian đầu là dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu đang thua lỗ mà bán giá cổ phần cao là không tưởng. Phó giáo sư Nguyễn Thiện Tống nhấn mạnh. Chưa hết, theo vị chuyên gia, khi nhìn vào tình hình kinh doanh tài chính năm 2018 của công ty mẹ FLC cho thấy số nợ phải trả doanh nghiệp này lên đến 13.679 tỷ đồng, bằng 59% tổng tài sản. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn sở hữu lên tới 146%. Với thực trạng này mà kinh doanh hàng không lại đòi bán lại với giá cao ngất ngưởng, phải là nhà đầu tư nước ngoài thì liệu ai sẽ đốt tiền để mua? Tại sao anh Quyết coi thẳng thừng từ chối những lời ngỏ của các nhà đầu tư trong nước mà chỉ nhắm đến nước ngoài mà lại là Trung Cộng? Tiền của ai cũng là tiền, tại sao Quyết lại chọn chủ nhân như vậy nếu không phải là Trung Nam Hải? Và tại sao danh tính nhà đầu tư thâu tóm Bamboo không được tiết lộ? Phải chăng thương vụ này là tuyệt mật và phải giữ kín để cho dân không phản đối? Phải chăng bên cạnh khống chế hàng loạt bờ biển Việt Nam dưới chiêu bài mua lại các dự án ven biển của đại gia Trịnh Văn Quyết, Trung Quốc đã âm thầm khống chế cả bầu trời lẫn mặt đất? Báo Mỹ dữ liệu tình báo tiết lộ 21 triệu người dân Trung Quốc đã chết liên quan đến virus Vũ Hán. Một dữ liệu mới bị Mỹ chặn lại cho thấy 21 triệu người đã chết ở Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019 đến hết tháng 3 năm 2020. Các quan chức tình báo Mỹ kết luận trong một báo cáo được phân loại cho chính quyền Trung. Báo cáo tình báo cho biết ít nhất có 20,9 triệu ca tử vong có liên quan đến coronavirus ở Trung Quốc. Theo Mỹ, dữ liệu bị chặn cho thấy Trung Quốc đã báo cáo không đúng về việc nhiễm coronavirus và đã bị tử vong đã được xác thực lần thứ hai khi họ kiểm tra dữ liệu do chính quyền Bắc Kinh công bố. Bắc Kinh đã tuyên bố vào ngày 19 tháng 3 rằng có hơn 21 triệu tài khoản điện thoại di động ở Trung Quốc đã bị hủy bỏ trong 3 tháng qua, trong khi đã có 840.000 chiếc điện thoại cố định bị đóng cửa. Trung Quốc đã báo cáo ít hơn là chỉ có 81.000 ca nhiễm với 3.300 ca tử vong. Một báo cáo tình báo trước đó được Mỹ công bố rằng Trung Quốc che giấu quy mô của vụ dịch đã nhanh chóng bị phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunjing từ chối. Hua nói rằng đất nước này đã công khai và minh bạch về mức độ bùng phát trước khi cáo buộc Washington cố gắng chuyển sang đổ lỗi cho họ. Hua Chunjing, theo tiếng Anh, tiếng Việt Nam là Hoa Xuân Ánh. Nhưng các giới chức Mỹ nói rằng báo cáo đã được xác thực, đã được xác nhận rằng việc đóng số điện thoại là kết quả của cái chết do virus Vũ Hán gây ra. Điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ở Trung Quốc và nó chỉ đóng cửa khi người dùng đã chết. Mức độ hóa ở Trung Quốc rất cao, mọi người không thể sống sót mà không thể không có điện thoại di động. Tang Jingzhuan, một nhà bình luận Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói với thời báo Epoch ngày 21 tháng 3 rằng đối phó với chính phủ về lương hưu và an sinh xã hội, mua vé, tàu, mua sắm bất kể thứ gì mọi người muốn làm, họ bắt buộc phải sử dụng điện thoại di động. Chế độ Trung Cộng yêu cầu tất cả người dân Trung Quốc sử dụng điện thoại di động của họ để tạo mã sức khỏe. Chỉ với một mã sức khỏe xanh, người Trung Quốc mới được phép di chuyển tại Trung Quốc bây giờ. Tang nói, một người không thể hủy bỏ điện thoại di động của mình nếu như đang còn sống. Trung Quốc đã giới thiệu quét khuôn mặt và bắt buộc vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 để xác nhận danh tính của người đã đăng ký điện thoại. Ngay từ ngày 1 tháng 9 năm 2010, Trung Quốc đã yêu cầu tất cả người dùng điện thoại di động phải đăng ký điện thoại với số nhận dạng ID của họ. Qua đó, nhà nước có thể kiểm soát người nói thông qua hệ thống giám sát quy mô lớn.
Hơn nữa, người dân Trung Quốc phải kết hợp với tài khoản ngân hàng và tài khoản an sinh xã hội với điện thoại di động của họ, vì tất cả các dịch vụ này đều có thể phát hiện thẻ SIM điện thoại và sau đó kiểm tra với cơ sở dữ liệu của nhà nước để bảo đảm số đó thuộc về người đó. Bắc Kinh lần đầu tiên ra mắt mã sức khỏe dựa trên điện thoại di động vào ngày 10 tháng 3. Tất cả mọi người dân Trung Quốc phải cài đặt ứng dụng điện thoại di động và đăng ký thông tin sức khỏe cá nhân của họ. Sau đó, ứng dụng có thể tạo ra mã quét QR để có thể có 3 màu để phân loại mức độ sức khỏe của mọi người. Màu đỏ có nghĩa là người đó đang mắc bệnh truyền nhiễm, màu vàng có nghĩa là người đó có thể mắc bệnh truyền nhiễm, còn màu xanh lá cây có nghĩa là người đó không có bệnh truyền nhiễm. 21 triệu tài khoản điện thoại di động đã đóng. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc MIIT đã công bố số lượng người dùng điện thoại ở mỗi tỉnh vào ngày 19 tháng 3. So với thông báo trước đó được phát hành vào ngày 8 tháng 12 năm 2019 do dữ liệu vào tháng 11 năm 2019, cả người dùng điện thoại di động và người dùng điện thoại cố định đều giảm đáng kể. Số người dùng điện thoại di động giảm 1.600.957 xuống còn 1.579.927 tỷ, tức là ít hơn 21 triệu. Người dùng điện thoại cố định đã giảm từ 190.083 triệu xuống còn 189,99 triệu, tức là giảm 0,84 triệu. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, dân số nước này vào cuối năm 2019 lớn hơn 4,67 triệu so với năm 2018 và đạt 1 tỷ 400 nghìn người. Việc giảm số người sử dụng điện thoại cố định năm 2020 có thể là do việc kiểm dịch trên toàn quốc vào tháng 2, trong đó doanh nghiệp nhỏ đã ngừng hoạt động, nhưng việc giảm người dùng điện thoại di động có thể được giải thích theo cách này. Theo dữ liệu hoạt động của cả 3 nhà mạng điện thoại di động của Trung Quốc, tài khoản điện thoại di động đã tăng vào tháng 12 năm 2019 nhưng đã giảm mạnh vào đầu năm 2020. China Mobile là nhà mạng lớn nhất và nắm giữ khoảng 60% thị trường điện thoại di động của Trung Quốc. Nó báo cáo rằng nó đã mất khoảng 7.254 triệu tài khoản điện thoại di động trong khoảng tháng 2, 0,862 triệu trong tháng 1. Nhưng vào tháng 12 năm 2019, nó đã tăng thêm 3.732 triệu người dùng. Trong lúc chính phủ Nhật Bản đã dành riêng hàng tỷ đô la trong một gói kích thích kinh tế lịch sử để khuyến khích các hãng xưởng Nhật rời khỏi Trung Quốc, thì bên kia Thái Bình Dương, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng nhiều cơ quan liên bang khác đang yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC hủy giấy phép hoạt động của China Telecom tại Hoa Kỳ. 2,2 tỷ đô la là số tiền mà Nhật Bản trích từ gói cứu trợ kinh tế cao kỷ lục của nước này để giúp các nhà sản xuất Nhật Bản chuyển quy trình sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán phá vỡ chuỗi cung ứng giữa các đối tác thương mại. Tờ South China Morning Post cho hay theo kế hoạch được tăng trực tuyến 220 tỷ yên, khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ sẽ được dùng để giúp các công ty chuyển nhà máy sản xuất về Nhật Bản và 23,5 tỷ yên để giúp cho các công ty muốn chuyển việc sản xuất sang nước khác. Hội đồng của chính phủ về đầu tư trong tương lai vào tháng trước đã thảo luận về nhu cầu sản xuất và sản phẩm có giá trị gia tăng cao được chuyển về Nhật Bản và sản xuất các hàng hóa khác được đa dạng hóa khắp Đông Nam Á. Chuyên gia kinh tế Shinichi Seki thuộc Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho biết sẽ có một sự chuyển đổi. Ông tiết lộ thêm rằng một số công ty Nhật Bản sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc để xuất khẩu đang cân nhắc chuyển khỏi nước này. Ông nói, có được ngân sách chắc chắn sẽ là động lực lớn. Các công ty, chẳng hạn như các hãng sản xuất xe hơi đang sản xuất cho thị trường nội địa của Trung Quốc, có thể sẽ ở lại. Động thái mới của Nhật Bản được cho là sẽ làm nóng các cuộc tranh luận về việc công ty Nhật Bản giảm phụ thuộc trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc. Khi được hỏi về mối quan hệ song phương Trung-Nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên
cho biết trong một cuộc họp báo ngày 8 tháng 4 tại Bắc Kinh, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để hồi phục kinh tế. Trong quá trình này, chúng tôi hy vọng là các quốc gia khác cũng sẽ hành động như Trung Quốc và thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm nền kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng ít bị ảnh hưởng nhất có thể. Nhật Bản và Trung Quốc là hai đối tác thương mại lớn của nhau. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Các công ty Nhật Bản từ lâu đã xây dựng một chuỗi cung ứng tại Trung Quốc với nhiều sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất sang Mỹ. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Nhật Bản giảm gần một nửa trong tháng 2 do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến cho các nhà máy Trung Quốc phải đóng cửa. Điều này khiến cho các nhà sản xuất Nhật Bản thiếu các thành phần cần thiết để vận hành quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã là nhà xuất khẩu lớn sang Trung Quốc các mặt hàng như bộ phận và hàng hóa sản phẩm một phần. Một cuộc khảo sát hồi tháng 2 của Tokyo Soko Research cho thấy 37% trong số hơn 2.600 công ty tham gia khảo sát đa dạng hóa mua bán đến những nơi khác ngoài Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến ngày càng phức tạp. Ngay trước đó, khi mà dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chưa xuất hiện, Nikkei đã tiến hành cuộc khảo sát hồi tháng 9 năm 2019 với khoảng 1.000 quản lý cao cấp thuộc công ty Nhật Bản có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc. Theo đó, 23,9% người trả lời cho biết công ty của họ sẽ thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang và mức lương của người lao động Trung Quốc tăng cao. Trên thực tế, khá nhiều công ty Nhật Bản đã tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng toàn cầu và họ đã xây dựng trong nhiều năm qua tại Trung Quốc vào tháng 7 năm 2019. Nhà sản xuất máy chơi game cầm tay Nintendo tìm cách dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Công ty Recall đã chuyển sản xuất máy photocopy cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Thái Lan. Công ty Kyocera đang chuyển sản xuất tại Trung Quốc sang Việt Nam. Fast Retailing, một công ty sở hữu thương hiệu thời trang Zalando, cũng chuyển sản xuất tại Trung Quốc sang Việt Nam và các nước khác ở Đông Nam Á. Thời gian gần đây, mối quan hệ thường xuyên lạnh nhạt giữa Trung Quốc và Nhật Bản dường như có phần ấm lên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Trung Cộng. Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản vào đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc tới Nhật Bản trong một thập kỷ qua đã bị hoãn lại do đại dịch viêm phổi Vũ Hán và ngày diễn ra chuyến thăm thay thế vẫn chưa được sắp xếp. Trong thời điểm Trung Quốc phải vật lộn đối phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Nhật Bản viện trợ ngay cho nước này khẩu trang và đồ bảo hộ. Lô hàng viện trợ từ Nhật còn được gửi kèm theo một đoạn thơ cổ của Trung Quốc để thể hiện thành ý của đất nước mặt trời mọc. Nghĩa cử này của Tokyo đã nhận được lời khen ngợi từ Bắc Kinh. Tiếp đó, Trung Quốc cũng tuyên bố Ovaigen, một loại thuốc chống lại virus do công ty Nhật Bản Fujifilm Holdings sản xuất, là một phương pháp điều trị viêm phổi Vũ Hán hiệu quả, mặc dù loại thuốc này vẫn chưa được người Nhật chấp nhận sử dụng điều trị cho dịch bệnh này. Tuy nhiên, nhiều người Nhật đã đổ lỗi cho Trung Quốc đã có những hành động sai lầm khi dịch mới bùng phát và họ cho rằng tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Nhật là do Thủ tướng Abe không ngăn du khách Trung Quốc vào Nhật Bản sớm hơn. Trong khi đó, các vấn đề gây ra chia rẽ giữa hai nước như tranh chấp các đảo trên biển Hoa Đông vẫn chưa có được một tiếng nói đồng thuận của đôi bên. Các tàu của Trung Quốc vẫn tiếp tục tuần tra quanh các đảo do Nhật Bản quản lý trong suốt đại dịch. Nhật Bản cho biết 4 tàu của Trung Quốc hôm 8 tháng 4 đã đi vào lãnh hải của nước này. Trong khi đó, hãng tin Reuters tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Mỹ có thể ngăn chặn công ty viễn thông China Telecom hoạt động tại thị trường nước này vì các lý do an ninh và pháp lý. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cơ quan chủ chốt trong chính phủ Mỹ gồm Bộ Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, An ninh nội địa
Thương mại và cơ quan đại diện thương mại Mỹ khuyến nghị Ủy ban Thông tin Liên lạc Liên bang Mỹ FCC thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực giấy phép cấp cho chi nhánh của China Telecom ở Mỹ. Đài CNBC của Mỹ tường thuật rằng lý do được các cơ quan Mỹ nêu ra là những rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được. Ông John Demers, trợ lý trưởng tư pháp Mỹ, nói an ninh quốc gia và sự an toàn của các dữ kiện riêng tư nhất của chúng ta tùy thuộc vào sự lựa chọn của các đối tác đáng tin cậy từ các nước chia sẻ các giá trị của chúng ta cũng như những hoài bão của chúng ta cho nhân loại. Hành động ngày nay hôm nay chỉ là một bước kế tiếp trong việc bảo đảm an ninh cho các hệ thống viễn thông của Mỹ. Cơ quan chính phủ Mỹ nói để cho China Telecom tiếp tục hoạt động sẽ phương hại đến an ninh quốc gia và việc thực thi pháp luật. Họ cáo buộc China Telecom che đậy sự thực với chính phủ và công chúng Mỹ là bày tỏ lo ngại về vai trò của Trung Quốc trong các hoạt động xấu trên mạng nhắm vào Hoa Kỳ. Mặt khác cho rằng China Telecom dễ dàng bị Bắc Kinh khai thác gây ảnh hưởng và kiểm soát. China Telecom được đề cập ở đây là chi nhánh tại Mỹ của công ty viễn thông cùng tên thuộc sở hữu của Trung Quốc. Tập đoàn China Telecom của nhà nước Trung Quốc là nhà cung cấp dịch vụ mạng di động lớn thứ hai của Trung Quốc với một hệ thống mạng di động và băng thông rất rộng lớn tại Trung Quốc. China Telecom châu Mỹ bán dịch vụ di động cho khách hàng Trung Quốc sinh sống hoặc du lịch tại Hoa Kỳ. Tập đoàn này được FCC cấp phép hoạt động từ năm 2007, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ nói tập đoàn này không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hiện hành với Bộ. Nếu khuyến nghị rút giấy phép của China Telecom được chấp thuận, hàng trăm triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ điện thoại di động và Internet của China Telecom có thể mất kết nối với Mỹ cũng như kết nối qua Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra khi Mỹ đang trong giai đoạn xem xét giấy phép của China Telecom và China Telecom. Năm ngoái, hai thượng nghị sĩ Mỹ đều yêu cầu FCC xem xét phê duyệt China Telecom và China Telecom để cho phép hai nhà mạng này hoạt động tại Mỹ. Tháng 5 năm ngoái, FCC đã bỏ phiếu nhất trí từ chối công ty trực thuộc nhà nước Trung Quốc khác là China Mobile và tuyên bố không cấp quyền cung cấp dịch vụ cho họ tại Mỹ. Với lý do lo ngại các rủi ro khi mà chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng nhà mạng này để đưa ra các hoạt động gián điệp chống lại chính phủ Mỹ. Lời kêu gọi hủy bỏ giấy phép hoạt động của China Telecom là hoạt động động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến tranh thương mại và công nghệ với Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực viễn thông. Trước đó, Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen tập đoàn sản xuất thiết bị mạng lớn nhất thế giới Huawei và hạn chế tập đoàn tiếp cận công nghệ của Mỹ. Mỹ cho rằng Bắc Kinh có thể dùng các thiết bị của Huawei để thu thập tin tức tình báo. Chính quyền Tổng thống của Donald Trump cũng đã lập ra cơ quan liên bộ để đánh giá các nguy cơ an ninh quốc gia từ các công ty viễn thông nước ngoài hoạt động tại thị trường Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm tước bỏ giấy phép của China Telecom cung cấp dịch vụ viễn thông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ cần ngừng việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế. Qua đại dịch viêm phổi Vũ Hán, các nước trên thế giới đã nhận ra sự bất an khi dồn Trung Quốc đầu tư. Nó càng rủi ro hơn khi đây là một nhà nước theo thể chế chủ nghĩa cộng sản, độc tài và bưng bít thông tin. Hàng ngàn người Trung Quốc tử vong về dịch bệnh và đây mới chỉ là con số mà chính quyền Trung Quốc đã giảm bớt đi rất nhiều so với thực tế. Gần đây nửa triệu công ty phải đóng cửa, nền sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng và đặc biệt là nền kinh tế thứ hai thế giới này đã và đang phải chứng kiến sự tháo chạy của hàng loạt các doanh nghiệp nước ngoài khỏi đây. Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung không vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán mà bị dừng lại, thậm chí còn tiếp tục leo thang. Đây cũng là một cơ hội tốt để nhà cầm quyền Việt Nam đón nhận các công ty sang đầu tư, nhưng hiệu quả và độ bền của tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của đất nước sẽ tốt hơn nhiều khi Hà Nội dũng cảm thực hiện dân chủ hóa và tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Liêu Ninh vào Biển Đông tập trận. Phát ngôn nhân Hải quân Trung Quốc vào ngày 13 tháng 4 xác nhận tin nhóm tác chiến do hãng hàng không mẫu hạm Liêu Ninh
dẫn đầu đã đi vào eo biển Marzakko Bahi, tiến vào khu vực Biển Đông, mục đích để tiến hành hoạt động và mà theo người phát ngôn Hải quân Trung Quốc là thao diễn thường kỳ theo kế hoạch, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực hành thông thường. Mạng Hoàn Cầu Thời báo loan tin và một số hãng tin quốc tế dẫn lại theo lời phát ngôn Hải quân Trung Quốc thì lực lượng này sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc huấn luyện thao diễn quân sự tương tự theo kế hoạch đề ra nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của nhóm tác chiến do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu. Khẳng định của người phát ngôn Hải quân Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Truyền thông Đài Loan vào thứ Bảy 11 tháng 4 vừa qua loan tin phát hiện hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng với nhóm 5 tàu chiến khác tại eo biển Marzakko hôm thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu hướng ra Thái Bình Dương. Hoàn Cầu Thời báo phát biểu của một chuyên gia quân sự Trung Quốc rằng dịch virus Vũ Hán không tác động nào đến hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, do đó nhóm tác chiến vẫn tiến hành hoạt động diễn tập theo như kế hoạch. Cũng theo Hoàn Cầu Thời báo, hoạt động của nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu gây nên suy diễn tại Đài Loan rằng sự vắng mặt của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt vì có thủy thủ nhiễm virus Vũ Hán tạo cơ hội cho Trung Quốc tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Điểm tin virus Vũ Hán. 6 tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ngày 13 tháng 4 có bước đầu tiên hướng tới việc mở cửa lại kinh tế bằng cách lập lại ủy ban khu vực để phát triển chiến lược cho công tác, dần dần dỡ bỏ các lệnh hạn chế vì đại dịch virus Vũ Hán. Ủy ban bao gồm các giới chức y tế và kinh tế từng bang cùng với chánh văn phòng của 6 thống đốc của 6 bang. Các bang như New York, New Jersey, Connecticut với tổng dân số 32 triệu dân cùng với Delaware, Pennsylvania và Rhode Island phối hợp với nỗ lực mở lại nền kinh tế trong khi có thêm những tín hiệu cho thấy dịch bệnh đang dần ổn định. Trong khi đó, thống đốc các bang ở bờ Tây gồm California, Oregon và Washington cho hay họ đã đạt được thỏa thuận về phương cách chung mở lại các hoạt động kinh doanh dù chưa biết thời điểm cụ thể, nhưng họ nhấn mạnh sẽ đặt vấn đề sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Căng thẳng giữa các thống đốc và Tổng thống Donald Trump nổi lên từ khi dịch virus Vũ Hán trầm trọng cách đây một tháng, dẫn tới những tranh cãi về thời điểm và cách thức mở lại các hoạt động kinh tế. Đây là quyết định của Tổng thống và vì nhiều lý do chính đáng, Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 13 tháng 4 và cho biết chính quyền của ông đang làm việc chặt chẽ với các thống đốc. Quyết định của tôi phối hợp với các thống đốc và góp ý của những người khác sẽ được đưa ra sớm, ông Trung viết. Thống đốc bang New York nói thời điểm khốc liệt nhất đã qua đối với bang này, tâm dịch tại Mỹ. Nhưng ông khuyến cáo những gì đạt được từ cách ly xã hội có thể mất đi nếu chúng ta có hành động ngu xuẩn và nới lỏng hạn chế quá vội vàng. Số tử vong tại bang New York hôm 13 tháng 4 đã vượt qua con số 10.000 người. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ ý cho thấy ngày 1 tháng 5 có thể là thời điểm nới lỏng các hạn chế hiện nay. Mỹ, nước có dân số lớn thứ 3 trên thế giới, hiện đang dẫn đầu về số ca tử vong vì virus Vũ Hán với 23.000 người thiệt mạng. Theo số liệu của Reuters, số ca nhiễm là gần 57.000. Wyoming là tiểu bang với mới nhất báo cáo về số người chết vì virus Vũ Hán ngày 13 tháng 4. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci nói kinh tế tại nhiều khu vực ở Mỹ có thể mở lại sớm nhất vào tháng tới, miễn là giới y tế có thể nhanh chóng xác định và cô lập được người nhiễm. Tòa Bạch Ốc ngày 13 tháng 4 phủ nhận việc Tổng thống Donald Trump có ý sa thải ông Fauci sau khi ông Fauci bình luận rằng nước Mỹ đáng ra đã cứu được nhiều mạng người nếu phong tỏa sớm hơn trong đại dịch virus Vũ Hán. Người Mỹ bắt đầu nhận được viện trợ tài chính từ chính phủ, sở thuế cho biết đã khởi sự phân phối tiền hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng của người thọ thuế và sẽ sớm hoàn tất việc cấp tiền hỗ trợ một cách sớm nhất có thể. Còn dịch bệnh
Dịch bệnh ở châu Âu, Tây Ban Nha ngày 13 tháng 4 cho phép một số người lao động trở lại làm việc. Số ca tử vong vì virus Vũ Hán cho các bệnh viện ở Anh ngày 13 tháng 4 tăng lên thành 11.329 và chính phủ ra dấu hiệu cho thấy các biện pháp phong tỏa sẽ không được nới lỏng trong tuần tới. Anh hiện xếp hàng thứ 5 trên thế giới về số ca tử vong vì virus Vũ Hán. Tổng thống Putin cho biết Nga có thể sẽ huy động quân đội trong cuộc chiến chống virus Vũ Hán và khuyến cáo số ca lây nhiễm có thể sẽ còn tăng sau khi số ca xác nhận hàng ngày tăng cao kỷ lục. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp.